Kênh Bất Động Sản Long An xin chào tất cả quý khách hàng gần xa trong nước và ngoài nước. Hôm nay kênh Bất Động Sản Long An xin được phép giới thiệu một nền đất full thổ cư tọa lạc tại xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đất mặt tiền, xe tải. Đây là đường Mỹ Lộc, Phước Hậu, một hướng ra quốc lộ 50, cầu Cần Giuộc. Đây là hướng này ra quốc lộ 50 nha. Còn hướng này mình đi thẳng là về chợ Long Thượng, cầu Long Thượng ha. Cái hướng ra quốc lộ 1A đi Gò Đen, Bến Lức nha quý vị. Dạ. Còn đây là cái đường vô đất của mình nè. Đường Kinh Giáp Mè ha, đó có tên đường ha. Đất mình đất mặt tiền đường này luôn nha ha, đường Kinh Giáp Mè ha quý vị. Dạ. Rồi bây giờ mình chạy vào đất ha, cô chú anh chị em theo chân mình review vào đất ha. Khu vực này có nhiều cái nhà vườn ha, nhà vườn nghỉ dưỡng ha, dành cho những ai cuối tuần ha. Đây ở đây có một cái nhà vườn à, nhà vườn xây luôn đó, cuối tuần anh chị em về nghỉ dưỡng. Ở đây có một cái nhà đây đó, nhà vườn luôn ha. Khu vực này đất vườn ha, đất thổ ha, đất lúa ha, nhiều lắm nghe quý vị. Anh chị em mà có nhu cầu đầu tư hay là xây nhà, bán nhà ở hay làm nhà vườn thì liên hệ bên mình ha. Mỹ Lộc, Cần Giuộc ha quý vị. Dạ. Đây mình tới đất của mình rồi ha. Đất của mình là đất mặt tiền đường Kinh Giáp Mè luôn ha. Đường thông tứ hướng nha quý vị. Dạ. Đất thổ cư sổ hồng riêng ha. Thể hiện lối đi trên sổ luôn ha quý vị. Dạ. Đây tới đất của mình ha. Đây, đất mình có cắm cọc luôn ha. Đây, cọc sơn đỏ ha quý vị. Dạ. Rồi. Đất của mình ha. Cọc này ha, nó cọc sơn đỏ ha quý vị. Qua cọc bên này đó, chạy dài ở phía sau luôn ha, ở phía sau mình có cọc nha quý vị. Đó, đó ở phía sau có hai cọc hai bên ha, ngang 4,5 m, dài 25,2 m ha quý vị. Dạ, ngang 4,5 m, dài 25,2 m ha. Có đất mình có cắm cọc rồi nha. Còn ở đây là mặt tiền ở trước ha. Đấy, mặt tiền là đường này thông ra Mỹ Lộc, Phước Hậu á, lúc nãy mình đứng ngoài mình review cho cô bác anh chị xem ha. Là vô tới đây con đường này. Còn ở đây mình đi thẳng nè. Con cái đoạn đường này mình đi thẳng là ra 835A ha, tỉnh lộ 835A đó. Còn cái đường phía ở đây là nó thông ra là Lộc Hậu ha quý vị. Nó đường thông tứ hướng luôn.
đó, cô bác anh chị nào cũng đi đường nào cũng được, đi đi đường nào cũng vô tới đất của mình hết á. Đó, đất mình nằm ngay vị trí này cực đẹp luôn ha, mặt tiền đường thổ cư ha, sổ hồng riêng, xây dựng tự do ha, sổ thể hiện lối đi, tọa lạc tại Lộc Hậu ha, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Vị trí cực đẹp ha quý vị ơi, đường thông nữa. Giá bán 1 tỷ 150 triệu ha, bao giấy tờ thế công chứng ha quý vị. Đất thổ cư, sổ hồng riêng, sổ thể hiện lối đi luôn ha. Giá bán 1 tỷ 150 triệu, bao giấy tờ thế công chứng ha. Anh chị nào muốn đầu tư hoặc xây nhà ở, nhà bán thì xin hãy liên hệ bên mình ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã ủng hộ và xem video của kênh Bất Động Sản Long An. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần video tiếp theo.